Tiếp theo là đến phần chánh văn. Nhiều người nghe hết phủi rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống giảm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Chú thích: Kinh Sáng. Kinh do thời Pháp thuộc cho sáng múc từ sông Tiền đổ qua sông Hậu phía trên chợ Châu Đốc, nên có tên là Kinh Sáng Mới, cũng gọi là Kinh Sáng Tân Châu. Hẩm hui cũng đọc là hẩm hiu, có nghĩa là thui thủi, không ai đói hoài đến. Ví dụ cho số phận nghèo khổ hẩm hiu. Đức Thầy có câu: Nhiều người nghèo khổ hầm hôi, không đất cầm vui mà chẳng ai thương. Kim cổ. Kim là nay, cổ là xưa. Chuyện xưa và chuyện nay, nhưng chữ kim cổ ở đây có thể là đề cập đến bộ Kim Cổ Kỳ Quan của ông Nguyễn Văn Thới. Ông là một đệ tử của ông Trần Văn Nhu, mà ông Nhu là con trưởng nam của cố quản Trần Văn Thành. Cha con đều là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An và được kế truyền tông phái. Ông Nguyễn Văn Thới được coi là bậc đã đạt thông đạo pháp trong tông phái Vũ Sơn Kỳ Hương. Ông sáng tác được chính quyển Cửu Khúc, sao in chung một bộ tựa đề là Kim Cổ Kỳ Quan. Về nội dung, ông Nguyễn Văn Thới triển khai tôn chỉ học Phật tu nhân của Đức Phật Thầy Tây An, giáo tổ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, và tiên tri thời cuộc từ ấy đến nay rất đúng. Lúc Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo chưa khai đạo, mỗi tín đồ tâm đạo của tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương đều có quyển giảng Kim Cổ Kỳ Quan trong nhà để hằng ngày xem coi và trì hành theo đó. Châu Đốc là tỉnh số 2 thời Pháp thuộc, bắc giáp Campuchia, đông giáp Nam Long Xuyên Rạch Giá. Hai con sông Tiền và sông Hậu đều chảy ngang địa phận. Đến phần lược giải. Từ câu 393 đến câu 400. Đoạn này ý nói: Đức Thầy nhận thấy dân chúng ở xã Tân An phần đông chẳng để ý đến lời giảng khuyên, nên Ngài buồn lòng quay thuyền trở lại. Lúc bấy giờ Ngài giả ra người tàn tật cùi. Khi thuyền đến dàm Kinh Sáng Tân Châu, thì có một người tuy gia đình nghèo khổ nhưng biết đạo nghĩa, nên mời Ngài ghé nhà nghỉ tai đàm đạo. Nơi đây trong câu chuyện đạo đức, Đức Thầy và ông chủ nhà có bàn qua kim cổ. Thấy chủ nhà lộ vẻ hài lòng tin tưởng, đoạn rồi Ngài từ giã xuống thuyền, xuôi dòng Kinh Sáng thẳng qua Hậu Giang để đến Tân Châu.